Quang Tây xin chào con nhà các bạn. Hôm nay cập nhật giá lông nghề 4 tây tháng 3. Thì hôm nay chỉ có thanh long ruột đỏ chỉ có loại 5 là tăng giá khoảng 1.000 đồng một ký nha. Còn tất cả các loại còn lại đi ngang đứng giá. Thì ngoài đồng thanh long chín thì lai rai chứ không có nhiều nha. Cái đợt mà bà con mình xong đèn mà rút bữa mùng 10 á, thấy ra đạt ghê luôn. Mình đi nhiều lắm, mình thấy bà con rút đèn bữa mùng 10 á, ra quá trời luôn. Mình đi mình xem thử bà con mình thanh long vuốt tay lần 1, lần 2 có nhiều hay không là cũng ít nha. Vuốt tay lần 1, lần 2 ít chứ không có nhiều. Thì mình đi để mình xem, chủ yếu là xem bà con mình rút đèn của mùng 10 á, thì coi nó ra đạt không. Thì mình thấy ra rất ok nha. Rồi giờ mình báo giá thanh long ruột trắng hàng đẹp 14, 16 ngàn, sàn 11, 13 ngàn, hàng dạt 5, 6 ngàn. Giá thanh long ruột trắng hàng đẹp 14 ngàn, đẹp viết thì nó rơi vào 16 ngàn nha. Giá thanh long ruột đỏ loại 1, 32 ngàn, loại 2, 27 ngàn, loại 3, 22 ngàn, loại 4, 14 ngàn, loại 5, 8 ngàn, hàng nước ép 7 ngàn. Thì hôm qua loại 5 nó nằm khoảng 7 ngàn. Hôm nay tăng 1.000 thì lên được 8.000 nha. Nước ép thì hôm qua nó 6.000, hôm nay lên được 7.000. Rồi thì hôm nay mình cập nhật nhanh giá lông đây cũng xin kết thúc. Chào bà con và các bạn, hẹn gặp lại ở video sau nha.